bắt đứng mình nắng là anh em nắng là cháo quá, anh em cháo thông cảm nha. Ê, chào anh em cái mày. Chào dòng họ. Em cũng mục quá là kêu xuống phụ hàng chấm vào lại, dọn sân rồi. Xin chào tất cả anh em nha. Rất vui lại anh em trên kênh YouTube của mình. Đầu video vô chúc anh em một ngày mới thật là vui vẻ, thành công công việc. Bữa nay mình lại tiếp tục quay chia sẻ anh em xem một cái clip sơn lại dọn con máy cày này anh em ơi. Con kho 4.6 này nó cũng cũ quá rồi, giờ phải dọn tân trang đồ, coi như là làm mới ra hết. Quay chia sẻ anh em xem nha. Anh em thấy có ý nghĩa, thấy có giúp ích phương tiện cho anh em thì anh em nhớ cho mình xin lời một like anh em. Nhớ chia sẻ cái bút cho bạn bè xem, đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình có động lực mình làm clip tiếp theo anh em xem. Nay có thằng em nó cũng hàng phụ làm phụ nè, cũng đã ra hết rồi, giờ vệ sinh sạch sẽ sơn lại hết lốc rồi máy rồi cabo rồi bánh mâm rồi hết luôn. Để về anh đang một em đang làm đồng rồi đó. Thợ này thợ thứ dữ á, rước phải năn nỉ nó mới tới làm chứ không dễ gì đâu. Thợ dữ dữ không, mày không giữ nó là mất liền. Sơn lại anh em ơi, như là mình tân trang lại phục hồi lại mới hết. Nứt hàng lại anh thì tạm thời quay lót được một cái rồi, còn cái đang quay ra ngoài nữa. Chưa có liền nè, thì mình xả xuống cho liền rồi hoàn cái lót lên cái thổ màu lên. Mâm thì mình cũng mài lót trát xong hết rồi, giờ đầu là chưa có xong gì cả. Mới là xe dọn mới, mình phải làm mới lên hết. Giờ trà ba bột này xuống anh em ơi, trà bột xuống cái thử màu lên luôn. Lót lên anh em ơi, mài được
để ra nên cắt bột để mình nên lót xám lại nước nó đi. Cái xám gì nó xám cho nó dằn nó đè cái mí bột của mình lại, mai chiều nó không có bị dính mí. Mình sơn màu lên nó không có dính mí chứ mà không lót xám lại hậu lên nó dễ giật mí lắm. Giật lót xám lại cái nữa mình hãy lên màu cho nó liền nó đẹp, mình không giật mí nữa. Thank you.
lên anh em ơi. Lót sáp hết vậy cái dầu thổi màu lên nó không có giật mí mà lại nó liền nó đẹp hơn nó clip của cái anh. Lót sáp hết vậy cái dầu thổi màu lên nó không có giật mí mà lại nó liền nó đẹp hơn nó clip của cái này.